Rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Nói chung là cái hiền, nói chung hiền, biết chia sẻ, nhưng mà nói chung là bà ấy tương tác ga lăng một tí. Mình thích mẫu người đàn ông hiền thật thà nhưng mà ga lăng một tí, không hiểu sao nhưng mà thích, thích như thế. Còn con gái con thích Không biết đối mình nên diện đi với mình con nói như thế nào? thì cũng như mẹ em nói thì mẹ con thích tinh tế thì con cũng thích tinh tế, nó phải tinh tế, với lại kiểu có về nhau đừng có cãi lộn nhiều quá đó. Nên con thì đó giờ ba mẹ con thì cũng không có cãi lộn nhiều nên con cũng chưa thấy cảnh đó, nên con không muốn cái người đó, cái người mới đó mà ấy với mẹ con mà cãi lộn nhiều quá thì con cũng không thích đâu. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì ở ngoài trời dạo này ở bên chỗ Uyên Quỳnh ở trời rất là nóng luôn các bạn. Là có hôm á, là trời sẽ lên tới 100 độ luôn đó. 100 độ là ở bên Việt Nam là khoảng bốn mấy độ đó các bạn. Nếu mà so với ở Việt Nam thì ở bên đây là nóng hơn luôn đó. Đi ra ngoài đường thì rất là nóng, nóng khủng khiếp. Và bây giờ để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở mọi người một điều rằng những ai muốn tham gia chương trình thì đều cần làm một video phỏng vấn giới thiệu về bản thân của mình. Và các anh chị phải suy nghĩ cho thật kỹ nếu quyết định đến với chương trình. Vì Uyên Quỳnh không muốn làm mất thời gian của rất là nhiều người. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Này cũng xin chào Uyên Hình, chúc Uyên Hình một ngày đầu tuần vui vẻ, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng nha. À, cảm ơn chị. Rất là vui chào đón hai mẹ con nha. Con gái xinh quá, mẹ cũng xinh nữa. Con Con gái còn đi học không? Ừ, con học lớp 11 hả? Ừ, năm nay kinh con ghê lên không? Con cao bao nhiêu? Mốt thi người mẫu được ha. con mấy 5 6 của cô không làm xin mẫu được Ủa, mấy 58 ai hả? Sao biết con cao vậy? không biết. Rồi, à, chị có thể chào khán giả và giới thiệu về mình ha. Xin chào Yên Hình, chào cả anh chị em trên cộng đồng bạn mẹ, một ngày đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Nói chung là ngày cuối tuần vui vẻ, có nhiều năng lượng để làm việc. Rồi, chị giới thiệu về mình ha. Mình tên là Lê, nhưng mà trong giấy tờ là đặt tiếp lên đó, lên xuống Yên Hình. Lên hả? À À, đúng rồi, Dương Thành. Mình đang sống tại Sài Gòn. chị sinh năm mấy? Nguyễn Thành hỏi đến người mình trả lời mình hơi hơi luôn, hơi hồi hộp á. Con gái con trai, gái có nói giùm mẹ được không? Mẹ con cũng kiểu hơi run á, con cũng có run theo, nhưng mà con thì tên như vậy, tên đặt để tiết lên, cũng nói chung là cũng tuổi cũng hơi lớn rồi, nhưng mà nhiều người nhận đó thì không nhận ra tuổi mẹ con nữa. Mẹ Vui quá con hồi xuống nha, đi chơi luôn quán cà phê, bạn của con gái mình nói mình mới có 30 tuổi à. Mình mới già mà ai mới mình trẻ à. Thôi vậy để mình nói về, nói chung là mình sinh năm 1976, năm nay mình 36 tuổi, quên 46 tuổi em. Thôi bạn kêu tên đi cho nó trẻ Chị muốn kêu ha. sao cũng được hết. Rồi hiện tại chị đang làm công việc gì? À, thì mình đang làm tóc thôi, mình làm tóc nam nữ.
Cho nên cái công việc của mình. phong cách thời trang cũng xịn, cho nên mấy đứa nhỏ nó cứ nghĩ là còn trẻ phải không? Đúng rồi, tại vì mình nói chung là mình thích, mình không biết sao nhưng mà mình thích về ngoại hình lắm. Mình cao 1m55, cân nặng 48 kg. Giữ dáng cũng khá hay ha. Thường là phụ nữ tuổi mình đó Dịch quá là mình bị lên vô hâm tăng cân hết hả? không, dịch mình lên vô 51 kg á, rồi giờ mình chạy bộ rồi mình tập aerobic á, rồi mình xuống lại còn 48 kg. Giỏi. Rồi chị làm công việc nghề tóc là được lâu chưa? Hai vợ chồng có mở tiệm không? Và hiện tại chị vẫn còn là chủ tiệm tóc đó. Rồi bé có vụ gì được cho chị không? Bé học ngày 2 buổi á, bé nha, bé không phụ, Rồi tiệm nhưng của mà nhiều chị lúc mình cũng cho bố nó phụ làm mà bé không có thích làm. tiệm của chị có thợ thêm không? À, hồi trước thì mình có thợ nhưng mà giờ không có nên mình rồi. Tiệm thì mở ở nhà hay làm phải thuê mặt bằng? À, không, chị không, mình mở ở ngoài tại vì mình có nhà mình cho thuê rồi xong rồi mình ra ngoài mình mướn mặt bằng. Tính vậy cũng tiện ha. Đúng rồi, tại vì hồi xưa là mình mướn ở ngoài rồi xong mình vô trong nhà mình làm á, rồi từ lúc ông xã mình mất á rồi chúng mình mới cho thuê sang nhà ngoài đó, rồi mình ra ngoài mình thuê hai hai phòng ở Việt Nam á, có hai mình mướn cái mặt bằng là mình mướn thêm một phòng sau nữa đó, rồi mấy mẹ con mình ở luôn. Vậy là chị có được mấy bé? Bé lớn lâu nay đại học, vô đại học năm 2, Một còn bé mẹ. nhỏ Một mẹ mà chăm hai con đi học cũng giỏi ha. phải cố gắng thôi, nhưng còn nói Ông xã chung chị thì lý từ lúc Ông xã chị lý do gì à, sao mất vậy? ông xã mình ảnh bị bao tử yên hình ơi, nói chung là từ lúc ảnh mắc bệnh cho lúc ảnh mất là 3 năm á. Chị bây giờ chị nghĩ mình có ưu điểm gì? Ưu điểm của mình á thì nói chung là hòa đồng, nói chung là khi mình tiếp xúc mình nói chuyện với ai đó thì hầu như là cũng tạo tạo thiện cảm cho người ta, làm cho người ta dễ mến mình hơn. Là chủ tiệm tóc cho nên phải biết cách giao tiếp phải không? Buộc là phải biết cách giao tiếp rồi. Rồi chị nghĩ khuyết điểm của chị là gì? Mà mình thấy cái không khí trong nhà tự nhiên người này mặt nặng người kia mặt nhẹ, tự nhiên mình
là mình phải bắt chuyện, mình nói trước. Mình nói trước nhiều lúc mấy bạn mình nói sao mày ngu vậy? Tao là tao giận bạn tao rồi, người ta giận chồng tao là cả tháng trời, nó không bao giờ tao tao thì chịu làm hòa lại mà. Mày bắt mày phải làm trước. Nên cái khuyết điểm của mình là như vậy á. Mình không bao giờ mình để cho chồng mình làm hòa trước. Đôi lúc mình còn hỏi chồng mình tại sao, ủa sao thường thường chồng vợ thường thường ở mấy cái người bạn á, tại sao người ta chồng làm hòa trước, tại sao chồng làm hòa trước? À, nhiều lúc muốn làm hòa mà tại bà làm hòa trước thì thôi, cứ khỏi làm hòa. Không phải nhiều khi á là đôi khi là chị nghĩ cho mấy đứa con phải không, nếu mà đâu phải là không, mà ngày xưa lúc mà mới lấy nhau về cũng vậy Huỳnh ơi. Cũng hai vợ chồng cũng như là gây gỗ thì hai vợ chồng cũng chưa bao giờ lớn tiếng, nhưng mà hay tranh luận á, nói rồi câu chuyện gì đó thì lúc nào là mình cũng là người thiệt hết, rồi dẫn rồi xong mà về tới ngủ nó mình cũng làm hòa trước. Không hiểu không sao đó là mình gây khuyết điểm của mình á. Rồi bây giờ á, khi mà chị định đi thêm bước nữa như thế này, con gái thì chắc chắn là ủng hộ chị rồi, còn bé lớn như thế nào, có ủng hộ không? Bé lớn cũng ủng hộ. Lúc mà chồng mình mới mất khoảng một năm mấy là nó đã nói là mẹ quen đi, mà cảm thấy cái chú nào đó mà tốt với mẹ thì mẹ quen, chứ tụi con không có ý kiến. Con gái con có không có sợ là khi mẹ có người khác của bố dượng khác thì sẽ bớt thương con lại đi hả? Con không sợ đó hả? Không sợ, trẻ lớn rồi nên cũng không sợ, là vì nếu mà mẹ con có như vậy thì mẹ con có niềm vui hơn. Lỡ mai mốt con anh hai con mà có lấy vợ lấy chồng thì mẹ con ở một mình thì cũng buồn lắm. Như vậy là có thêm một người thương con nữa nên con đâu có sợ phải không? Thương con thương anh nó đâu có sợ phải không? Rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Nói chung là cái hiền, nói chung hiền, biết chia sẻ, nhưng mà phải tương tác ga lăng một tí. Mình thích mẫu người đàn ông hiền thật thà nhưng mà ga lăng một tí. Không biết sao nhưng mà thích như thế. Còn con gái con thích bố dượng với con như thế nào? Dạ kiểu thì cũng như em nói thì mẹ con thích tinh tế thì con cũng thích tinh tế, nó phải tinh tế với lại kiểu có về nhau đừng có cãi lộn nhiều quá. Nên con thì đó giờ bao mẹ con thì cũng không có cãi lộn nhiều nên con cũng chưa thấy cảnh đó. Nên con không muốn cái người mới đó mà ấy với mẹ con mà cãi lộn nhiều quá thì con cũng không thích đâu. Đó, ba mẹ con đã cố gắng giữ cho gia đình đầm ấm đó, có gì là mẹ con làm quà trước rồi đâu có kịp thời gian để cãi nhau. Có một người nguyên hình cái năm đó như là mình vừa làm tóc ở này rồi mình vừa vô trong vàng dọc cái ngày 28 Tết á, chứ xong như mình vô mình lau nhà lau dọn dẹp cũng như ngày đó ngày Tết là mình cứ ở trong này ở ngoài tiệm này mà có khách á, không có khách thì mình có khách thì mình làm, không có thì mình chạy vô trong ở trong mình dọn dẹp á, thì vô tình mình bước lên cái cầu thang nghe được cái cầu thang chứ nó ngã cái cầu thang đó, thì cái ly ngay kề chỗ cái ly cái cầu thang đó, cái bàn cái có một cái ly nữa, cái nó ngã cái bàn nó rớt cái ly xuống dưới đất, thì cái cầu thang nó trượt xuống, thì mình nếu mình té thì cái đầu mình sẽ đập xuống đất, thì mình lấy cái tay mình chống xuống thì nguyên cái bàn tay của mình cắm vô trong mấy cái miếng chai. Thì lúc đó con gái nó chạy ra nó nói là ba mẹ bị té cầu thang máu quá trời. Nó tự nhiên chứ mà khi mà mình té nha, lúc nào mình cũng sợ anh hết trơn, mình sợ tại sao sợ anh vô anh chửi không à. Cái vô anh nói sao, anh vô đứng trong ảnh cho chưa. Anh nói tại sao anh bỏ đi. Xong cái mình anh đi rồi là tự nhiên mình thấy gì nhổm ra, nhưng mà anh vô là mình lại sợ không hiểu sao mình cái gì mình làm cái việc gì không có lỗi, nhưng mình té nên mình té mà mình vẫn sợ anh chửi mình. Không hiểu
có quá hiền không? Đó là quá hiền rồi đó. À. Không, mình cũng không hiền đâu, mình cũng À. không không phải là mình hiền, nhưng mà tự nhiên với chồng mình á, chứ tự nhiên mình bây giờ anh mất rồi á, nhưng mà khi mà anh phát hiện tự nhiên mình có thấy thấy mình sợ sợ. Nhưng mình đi ra ngoài đường á, xe người ta tông mình, hồi đó mình dương vé trang rồi đi ra ngoài đường đi để chạy xe đó. Để chạy cái ông kia, ông chạy xe, ông mang hai mẹ con té lăn đùng ra, trời ơi, tưởng đâu là chết rồi á. Chứ xong chứ mấy cái người ở trong quán cà phê người ta mới chạy ra, người ta nói là đưa số điện thoại của chồng đây để thật điện, để điện điện thoại tới để nói chuyện với cái người mà tông hai mẹ con mình á, không dám đưa luôn á, thôi thôi đừng đừng đừng, không có đưa, chồng anh tới, chồng ông chửi không. Cái sao mà sao chửi chứ, chồng nói là hả đi xe chưa biết chạy xe mà đi ra đường để cho người ta tông cho vừa đi, thế nào chồng nói câu đó lên thôi. Tôi không có, không có cho điện thoại cho chồng, lúc đó luôn hai mẹ con luôn quá trời luôn, trời rồi thôi về tới nhà chứ chị cũng không kể, mình cũng không kể đâu. Bé Trang nó về nó mẹ ba nãy tụi con mẹ đi bị xe tông cho dừa. Lúc nào cũng nói câu đó không giữ luôn. Không hiểu luôn. Nhưng mà hai vợ chồng quen nhau cưới hả? Đúng rồi, mình hồi đó thì mình ảnh làm nghề tóc, mình thì cũng mới biết tập tành thôi, vô mình học rồi mà làm chung rồi quen luôn. Nói chung chồng mình đây hiền lắm nhưng mà hơi cộc tính thôi, nhưng mà rất là tốt. Nói chung là nói thì nói vậy thôi, nhưng mà trong lòng trong tâm mình biết là chồng mình rất thương vợ con, nhưng mà không có thể hiện ra bên ngoài này. Nên mình biết, mình biết cái điều đó. Bé gái giờ nó cũng Như còn rất chồng là mình nhớ bên ba. ngoài thì cuộc sống hơn ok lắm, mình không bao giờ để cho dù có gây lộn cái công chuyện, cái chuyện mà hai vợ chồng mà gây gổ, mà cái câu chuyện mà nó có dữ dội như thế nào mình cũng biết, mình không mình hình như là mình thích hạ cái tôi mình xuống trước để mình làm cho cái không khí gia đình nó không có nó đầm ấm á, chứ không cho bực bội khó chịu. Mình về nhà mà mình thấy một ngày thôi, nhiều lúc mình trong tư tưởng mà thôi tuần này phải để tích một tuần đi, nhưng mà không được. Mình thấy như vậy là nhiều hơn một người, mình phải người mình nói chuyện một tiếng hai tiếng là bắt đầu là về nên không biết Sau bên đó này sau bên khi đây ông không biết xã không ngưng biết ngày tóc và ông xã chị đi làm công việc gì? à, thì lúc từ lúc ông xã mình khi mà cưới nhau rồi là lúc thằng nhóc của mình đẻ nhóc mình vô lớp 1 là bắt ông đầu ông xã mình chuyển nghề. Ông xã mình đi chạy xe, ông xã chạy, còn mình thì ở nhà làm. Rồi bây giờ nếu mà một người bạn muốn làm quen với chị á, thì chị nghĩ người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok? Khoảng 60 trở lại đi, yên hình. Thí dụ người đó hút thuốc uống rượu á, thì chị nghĩ như thế nào? Nói chung là mình thì mình dị ứng mùi thuốc lá, mình dị ứng với mùi thuốc lá. Ông xã mình thì không, chỉ có bia rượu thì ông xã mình uống, tại ông xã mình không phải là nghiện nghiện bia rượu, nhưng mà ông xã chỉ có giao tiếp thôi, chẳng hạn như là đám tiệc bạn bè thì ông xã uống thôi, chứ không phải là ông xã uống. Thì cái chuyện đàn ông thì uống bia rượu là bình thường, tôi vì không biết những người phụ nữ khác thì sao mình biết, nhưng mà với mình thì thường uống, nhưng mà mình biết kiểm soát bản thân mình là được rồi, đừng có uống mà say rồi la cà rồi này nọ thì rất là sợ. Còn thuốc thì mình dị ứng luôn, nó với người khói thuốc lá mình rất sợ. Con gái Nếu con mà quan niệm thế không nào về người đàn ông hút thuốc và uống rượu con? còn không thích nó còn kiểu cái mùi thuốc nó ảnh hưởng đến mọi người á, còn nó rất là hại sức khỏe luôn á. Hồi nên hồi ba của con, ba con thì không có hút thuốc rượu bia, thì kiểu đến phải có giỗ đến đám cưới này ba con mới uống, còn ở nhà không thì ba con cũng ở nhà không chứ chả đi đâu. Rồi, bà con good, good à, rất là tốt ha. Ba con biết nấu ăn không? Có khi nào nấu ăn cho con ăn không? Thì hồi đó nếu hồi ba con với con thì con hẹn con với ba thì vô nấu thôi, còn mẹ thì mẹ là nấu chính luôn á. Nhưng mà thỉnh thoảng ba vẫn nấu cho con ăn phải Dạ không? Rồi con có biết nấu ba thường là ngán lắm. không? Dạ Rồi con có biết nấu không? Học nghề của ba không? biết nấu sương sương không?
Cho nên nãy giờ nó nhắc tới ba rồi mặt gương mặt của bé buồn rồi. Ngày xưa mà lúc mà mang bầu mới lớn á thì thích con trai lắm, khi mà siêu âm ra con trai mừng lắm, chứ xong cái nói tại sao mà con thì con nào cũng con mà sao lại phải thích con trai, chứ chồng nó là tại vì cái phong tục của người Việt Nam, mà chồng mình là người Bắc Bắc Nam Tư á, yên mình rồi chứ nói phải có con trai thì để cho dòng họ, rồi không có nghĩ là thằng này sanh con gái này nọ, nhưng mà khi mà đẻ ra con trai, đẻ ra con gái thì cưng con gái nhiều hơn cưng con trai. Nói chung là hai đứa đứa nào cũng thương, nhưng mà nói chung là thiên về con gái nhiều hơn cưng con gái lắm. Ngày xưa lúc mà cưng con gái lắm. Rồi à, bây giờ nếu yêu lại lần nữa chắc là chị rất thích người yêu có tính lãng mạn hả? Nói chung thì mình nghĩ chắc phụ nữ thì ai cũng thích lãng mạn, nhưng mà mình thì mình cũng thực tế một tí. Nói chung là tặng hoa tặng gì ngày xưa chồng của chị không bao giờ có nha, chồng của mình không có, tại vì lúc mà ngày 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 quốc tế thứ gì á, chứ ảnh với bé Trang ra đường á, chứ bé Trang nói là ba ba mua hoa về tặng mẹ đi, chứ có mua cái năm đó nhớ năm 2010 á, đã có mua về tặng cho mình một một cành bông bông hồng á, chứ bé Sao nói ngày quốc tế phụ nữ ha, ngày quốc tế thiếu nhi ngày quốc tế phụ nữ á, à, tại nãy vì em ở nói bên Việt lộn ngày Nam quốc tế thiếu nhi. cũng ở đúng rồi ở Sài Gòn á, mà ngày ngày quốc tế phụ nữ là người ta bắt hoa đầy ở ngoài đường luôn, cứ mình đi tới cái ngã xanh đèn đỏ nè, đèn xanh đèn đỏ nào là cũng có người đứng bắt hoa hết, thì bé 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 mình nó mới nhắc thì anh có mua về anh tặng cho mình cái năm đó, mua tặng một lần chứ chưa bao giờ. Nên mình nghĩ chắc cái tính lãng mạn mà tặng hoa này này nọ mình cũng chưa có cảm giác lần đó thì cũng thấy vui, cho tới giờ thì, tới giờ thì con mình nó tặng con mình thằng con trai thì nó cũng đi tới ngày quốc tế phụ nữ hoặc là ngày ngày gì nữa ta, cái ngày Valentine á, thì cũng có mua tặng về tặng cho mẹ ngày phụ nữ Việt Nam nữa thì hai con mình Cưng nó tặng đúng rồi, chỉ còn chồng của mình thì sống nội tâm lắm, nói chung thương vợ thương con thì chỉ có để cho mình ít bao giờ thổ lộ ra ngoài, nhưng mà mình cảm nhận được, mình biết được. rồi ai giới thiệu chị xem video của em hay là tự chị xem? Thì nói chung là không, mình không có xem đâu, nhưng mà có cái cô cái chị kế bên đối diện nhà đó thì cứ hàng ngày chị cũng điệu lắm. Chị cũng ly dị chồng, chị cách lớn hơn mình 12 tuổi á, chị cứ ly dị mà chị cứ chiều nào chị qua chị chơi đó, rồi chị mới kể là ở trên cái kinh cái người đó cái kia lớn tuổi là mà người ta không có vô, người ta kết nối rồi vậy vậy đó, thì chị nói vậy thôi, thì mình cũng 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 nghe rồi cũng bỏ qua, cũng không cũng không có xem. Nhưng mà rồi lần lần này cô cũng ba của họ cô cũng nói nữa, nói là cái người đó như thế rồi, xong cái mình cũng tò mò mình vô mình xem, nhưng mà cái kênh cô Yên Huỳnh là mình biết lâu rồi, biết là ngày xưa là Yên Huỳnh làm từ thiện đi quay những cái cảnh mà những người mà vô gia cư ở bên Mỹ á, thì mình có xem rồi, nhưng cái mảng mà về sau này Yên Huỳnh kết nối tình duyên á thì chưa xem, thì khi mà cô nói thì mình cũng lướt mình xem, thì vô tình mình thấy cái kênh của mình thì mình cứ mình nhấn cho mình xem hoài á, xem chắc cách đây cũng là gần hơn một tháng rồi, mà đăng ký thì mình không biết đăng ký, mình mới nói con gái đăng ký với mẹ đi, mấy gái mình nó mới giận, thì mình mới đăng ký trong vòng mấy ngày là Yên Hình trả lời á. Rồi à, con gái có coi video giùm mẹ không? Dạ con cũng có nghe, con có nghe cô Vi Hạnh tư vấn quá trời người luôn, có người này người nào á, nghe con hỏi mình người này được không, người này được không. Rốt cuộc thì hai mẹ con có thống nhất chọn được người nào không? Con thì con thì chưa thấy ai được hết, nhưng mà mẹ con không biết mẹ con thì sao nữa. Có mà có Hãy
nói chung là mình cũng nói chung là chọn thì mình cũng coi xem nhiều cái video của em của mình lắm, cũng có nhiều anh chị có người thì đổ vỡ gia đình rồi ly dị, chồng anh thì ly dị chị ly dị anh đó, thì nhiều bạn có những anh cái hoàn cảnh của những người khác, nên mình thấy mình đồng cảm với những người đó lắm, nhưng mà mình không không biết chọn ai, mà thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng tội hết, không hiểu trong khi mà họ lên đây họ chia sẻ thì mình thấy mình người nào mình cũng đồng cảm hết, rất là thương, rất là tội nghiệp người bạn, những anh chị mà họ đổ vỡ hôn nhân á, họ lên đây họ chia sẻ, nhưng mà mình lại thương, mình thương cho những mấy cái anh mà lớn tuổi á, mấy cái chị mà lớn tuổi á, thấy rất là tội nghiệp, rất là cô đơn, thấy chị lên chia sẻ. Còn mình nhớ có một cái chị cũng lớn tuổi rồi mà chị chồng chị mất á, chị lên chị chia sẻ, mình coi cái đó mình thấy thương chị ghê á, có con nó mà không ở chung á, tự nhiên mình cảm giác thấy thương, tại vì mình cũng không hiểu về cái cuộc sống bên nước ngoài như thế nào, mà mình xem những cái video mà trên YouTube mà anh chị mà ở bên đó người ta review, người ta đưa lên video xem lại những người mà sống ở bên đó mà cô đơn, mà khi mùa đông xuống thấy nó rất là thương, rất là tuyệt. Anh mình còn những cái anh chị mà khoảng bằng tuổi mình lớn hơn nhỏ hơn á, thì họ cũng đổ vỡ hôn nhân, thì cũng nói chung là mình đồng đồng cảm hết, mình đồng cảm họ, những người như vậy họ cô đơn á, họ sống cái kiểu mà vợ chồng mà không còn sống chung nhà, mà khi mà hôn nhân đổ vỡ là cái cảnh sống, cái kiểu mà sống mà không có vợ có chồng thì rất cô đơn, rất là tội, thì mình đồng cảm với bạn. Còn nếu mà chọn á thì chắc mình ở đây mình cũng giới thiệu về bản thân thôi, còn để cho những anh chị anh ở trên đó chọn mình. Còn nói chung là trên đó mình cũng có ấn tượng về một vài anh, tự nhiên mình xem cái chương trình của hình đó nha, mình thấy nhiều anh ở dưới quê, ở dưới Kiên Giang lắm nha, cùng quê của ông xã mình á, ông xã của mình là, đúng rồi, ông xã của mình là gốc người Kiên Giang á, còn mình là ở ngoài Bình Định, Quy Nhơn. Đúng rồi, Chị rồi gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? phía bên chồng của chị á, chú ruột của ông xã ở bên đó. Chị có được mấy anh chị em? Nhà mình thì có 6 anh chị, hai ông anh rồi tới mình với bà chị mình, rồi tới hai đứa nhỏ nữa, nhưng mà có gia đình hết rồi, có gia đình, có điều kiện lắm, chỉ có mỗi mình là nghèo thôi. Rồi cha mẹ còn đầy đủ không? Ba mẹ mình á đầy đủ, ba mình năm nay 80, mẹ mình là 79. À, cũng lớn tuổi ha. Rồi như thế bây giờ đó, những ngày lễ Tết đó, là hai mẹ con, mấy mẹ con sẽ làm việc gì để cho Là sao luôn? giống như những ngày lễ Tết đó, thường thường ta tổ chức đi chơi, có gia đình tổ chức đi chơi rồi, còn mấy mẹ con có tổ chức đi chơi không? Hay đi về quê, tại vì mình là bên đạo Công giáo Yên Huỳnh, nên cứ tháng 11 hàng tháng á, tháng 11 hàng năm á, là ở dưới ông xã mình mất đó, xong là mình đưa về dưới miền Tây chôn, ở dưới quê anh chôn, rồi xong rồi tới ngày đó là mình đi về dưới đó mình đi lễ xong rồi Tết, có khi Tết mấy năm nay dịch đó, dịch 2 năm nay là không về thôi, còn mấy năm trước là năm nào mấy mẹ con mình cũng về đó. Về đi lễ xong rồi ngày mùng 2 á, ngày mùng 2 âm lịch, ngày Tết Dương Nguyên Đán là cha cũng đi ra ngoài cái nghĩa trang nó để làm lễ á, ai có người thân mà chôn ở ngoài cái nghĩa trang đó thì ra mình đi lễ, cũng ý nghĩa lắm. Mình Tết thì mình hay về quê, còn hè hè thì mình đưa con mình về thăm ông bà ngoại. Bây giờ là mà tiệm tóc là mở 7 ngày một tuần luôn, anh đâu có đóng cửa ngày nào phải không? Đúng rồi, nói chung là cái tiệm tóc mình cũng thoải mái lắm mình ơi, nên mình mở cửa ra thì mình làm thôi, với lại khách của mình cũng khách quen, mình làm cũng mười mấy năm rồi, nên khách nếu mà mình tới mà họ đóng cửa, mình đóng cửa thì họ chờ, có khi mình
đi về quê cả tuần luôn, họ vẫn chờ chờ vô để làm, nên mình cũng phỏng vấn, nói chung là mình đi Là đâu khách quen thôi đúng không? Local thôi ha. Rồi đúng rồi. thời gian rảnh rỗi hết, những lúc muộn phiền hết thì chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Ngày xưa mà cách đây mà ông chồng mình mất vào trưa, từ lúc anh mất cho tới lúc 3 năm là sáng mình hay dậy mình đi lễ, đi lễ buổi sáng, sáng là 4:30 mình dậy là mình chuẩn bị sửa soạn xong là mình tới nhà thờ là 5 giờ, 5 giờ mình đi lễ xong mình về đây. Nếu mà rảnh đó thì đi chạy bộ, tại vì nhà mình cũng gần ở công viên á, mình chạy bộ chạy ra chạy khoảng chừng 45 phút rồi về dọn dẹp, dọn dẹp nhà cửa tìm rồi xong mở cửa ra làm. Còn nếu mà bữa nào mà được biết không đi thì tối nhảy aerobic nhảy aerobic tại nhà, tại vì mình sợ lắm, mình thấy chồng mình đã bị bệnh gì bây giờ chỉ còn mỗi mình thôi, mình phải tự mình lo, mình tự mình tập để mình để sức khỏe, chứ còn nếu mà mình cứ mình bỏ chạy thì nói chung khi mình tập thể dục thì cái năng lượng của mình nó rất là tốt, mình vui nè, mình vui rồi mình cảm thấy khỏe, nên mình ngày mình làm như vậy đó. Còn rảnh nữa thì mình đi nhà thờ, nói chung là mình đi nhà thờ nhiều, nếu mình không đi buổi sáng mình đi buổi chiều. Chị có nghĩ là Còn một người mà muốn làm quen với chị ấy là chiều cao khoảng bao nhiêu không? là được rồi, mình 1m55 thì cao hơn mình là được rồi, chị không nhất thiết là phải đó, phải cao 1m75 gì đâu, mình không quan trọng, miễn là nói chung là mình ông xã của mình thì cao 1m gần 1m7 á, ông xã mình tướng đô con cao bự. Hồi đó mình ốm lắm, hồi đó mình mới lấy ảnh mình cũng 39 kg thôi. Lúc lúc đẻ hai đứa này ra mới lên được 46 7 kg cho tới giờ luôn. Cũng may đó, giữ dáng được chứ mấy người tuổi cỡ mình đó, cỡ chị đó là mập hết rồi, ít có người nào giữ được phọt lắm. Mình không biết tại vì mấy chị kia nói khi nào mà mình lớn tuổi tới khoảng 50 tuổi là mình bắt đầu mình mập, mà không biết có hay không. Nghe sợ Ừ, mình chưa tới 50 kỹ quá. không? 50 tuổi là mình mập đúng Không biết nữa. Ok, rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Hai mẹ con rất là xinh, rất là dễ thương ha. Thì hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương, tìm cho bé một bố dưỡng rất là tốt ha. Rồi hai mẹ con có lời ơn nào chào khán giả không? con gửi lời cảm ơn đến cô Uyên Huỳnh, à, cũng có mong qua chương trình này mẹ con tìm được nửa của mình, và con chúc mọi người có một ngày, một tuần luôn, một tuần vui vẻ tràn đầy năng lượng. Dạ cảm ơn con. Chào tất cả mọi người, mẹ cảm ơn con gái. Anh mình cũng xin cảm ơn Nguyên Thành cũng dành một chút thời gian ra để cho lên chương trình của Uyên Huỳnh để nói tâm bọn những cái ý nghĩ của mình, mà mình tâm sự chính kinh của Uyên Huỳnh, chúc Uyên Huỳnh và gia đình của Uyên Huỳnh ngày mới vui vẻ, chúc Uyên Huỳnh luôn luôn hạnh phúc trẻ đẹp nha. Cảm ơn chị. Cũng Con xin gái sau gửi này, cộng đồng. Dạ con gái định học nghề gì? con chưa biết, năm nay con mới rồi lớp 12 con mới xác định được hướng đi. Dạ Ok, bye bà con nha.